Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Tiếp tục hôm nay chung lại về một em Harley Davidson Sportster S 1250 2021, một chủ đập thùng mới lướt, chỉ có được 1000 cây nha mọi người. Hay đèn led phía trước, xi nhan led tạo cho con xe nhỏ gọn. À, đèn led mẫu này rất là nhỏ, nhìn nó nhỏ gọn ha. Bô thì bô vắt giống như Sprambler ha mọi người. Đó. Con xe thiết kế khá là tinh tế, đồng hồ rất là nhiều chức năng nha, rất là đẹp, đồng hồ LCD rất là đẹp, đủ mọi chế độ của một con xe luôn, thông minh luôn, cruise control đầy đủ ha mọi người. Chỉ mới lướt có 1000 cây thôi, đúng một chủ đập thùng, siêu hiếm luôn. Chắc control, ABS đều đầy đủ, quá giờ mới luôn. Đập thùng 2021 hầu như là chỉ để chân nha mọi người. Đó, đi cà phê thôi. Mọi chức năng đồ đầy đủ. Quá trời mới ken, và cái màu này khá hiếm nha mọi người. Đây. Đó, phối màu trắng. Đó, mọi người thấy cụm công tắc không? Rất là nhiều ha, sưởi ấm yên đồ đầy đủ hết. Cruise control luôn. Mới quá mới luôn. Con xe được dán keo nha mọi người, và đã được lắp vào thêm một vài thứ đồ chơi nữa ha. Đấy, cái yên sâu nè, và dè sâu luôn, nối dài ra để nhìn cho nó phù hợp với cặp bô vắt đó nha mọi người. Trang bị heo Rambo sẵn rồi. 1000, đúng chất 1000 mọi người thấy chưa, bao chắc hẳn luôn, để giày cui không có vết xước. Bô thì cái bô này là chống nóng nha mọi người, chống nóng, ngồi thoải mái. Khối động cơ nhìn rất là tinh tế và cơ bắp ha. Đấy, 1000 km thì không có gì để tả nhiều đâu. Nó như một con xe thùng đó. Chung quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Còn cần thêm xem chi tiết cứ sang tiệm mà xem. Đó, mọi người qua xem thoải mái ha. Chuyện mua hay không mình sẽ tính sau. Có duyên hay không đã. Đây, đó, tem còn nguyên luôn, không bị chạy xước gì hết. Cặp vỏ thì quá mới rồi. Dòng xe khá là cơ bắp nha mọi người, nhưng mà rất là nhẹ nha. Thật sự nó rất là nhẹ. Nếu mà có để dắt tới dắt lui so với cái con 48 kế bên á, chung lại cảm nhận nó lại nhẹ hơn á, hay sao á, nhẹ hơn thật sự. Nhìn nó vậy thôi chứ nó nhẹ hơn nha mọi người. Thì giá chỉ có bán có 400 mấy chục triệu thôi nha, lợi hơn mua mới rất là nhiều rồi, rất là rẻ, có 400 mấy chục triệu à, sở hữu con xe lướt 1000 cây, một chủ đập thùng đó. Một chủ đập thùng nó khá là khác biệt so với nhiều người đã sở hữu ha, và lên chạy sang tên qua nhiều người nữa đó. Mình chiếm hữu con xe này nó tăng chỉnh phụ được cho mọi người. Đây, anh em xem ha, đồ chơi khá là đầy đủ rồi, quá mới luôn. Rồi, anh em cần thêm chi tiết gì xin liên hệ với chúng qua số điện thoại 0932111288 và xem xe tại Bình Thạnh nha mọi người. Đó, xem lướt sơ qua con xe cái ha, rất đẹp, 400 mấy chục triệu là mang về nhà.